giả đã đến với kênh Chuyện Sao Việt. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ, xin mời quý khán giả chúng ta cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Lễ đưa tiễn đẫm nước mắt tiễn biệt 22 liệt sĩ đoàn 337 hy sinh do sạt lở tại Quảng Trị. Sau những ngày mưa lũ nặng nề, trời Đông Hà sáng nay lạnh ráo, thuận lợi cho công tác tổ chức lễ tang. Bên trong nhà tang lễ, di ảnh 22 liệt sĩ xếp thành hai hàng, đặt trước linh cữu, phủ cờ Tổ quốc cùng những đóa hoa lan vàng. Lúc sống họ là đồng đội, lúc mất vẫn ở cạnh nhau. Những người mẹ, người vợ đầu xếp khăn tang, vẻ mỏi mệt, kiệt quệ cả sức khỏe lẫn tinh thần sau 5 ngày nghe tin dữ về chồng, cha và con của mình. Tiếng khóc ầm vang trong nhà thi đấu khiến hàng nghìn đồng đội, người dân không kìm nổi nước mắt. Trong các quân nhân hy sinh, 8 chiến sĩ ở tuổi đôi mươi dở dang nhiều dự định. Chiến sĩ Lê Thế Linh hẹn mẹ đi lính về sẽ đi học nghề, đi Hàn Quốc xuất khẩu lao động 3 năm rồi về phụng dưỡng cha mẹ. 3 tháng nữa, chiến sĩ Lê Tuấn Anh sẽ xuất ngũ. Cậu định mang tiền ra quân về mua tôn lợp lại mái nhà đã dột nát. Thượng úy Trần Quốc Dũng còn nợ người vợ một lời chúc mừng, một món quà sinh nhật trong ngày 20 tháng 10. Lễ viếng kéo dài 3 tiếng, có mặt lúc 8 giờ, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chia sẻ mất mát với những người thân liệt sĩ. Dòng người xếp hàng dài, vái chào tiễn biệt 22 quân nhân, nhiều người dân Quảng Trị vượt đường xa, vượt nước lũ đến viếng những người lính mà chỉ vài ngày trước họ còn chưa biết mặt, biết tên các anh. Hai người mẹ có con đang phục vụ trong quân ngũ, bà Trịnh Thị Cam và Lê Thị Hạnh sáng nay dậy từ 5 giờ, rủ nhau đi 16 km từ Triệu Ái ra thành phố Đông Hà để dự lễ viếng. Từ hôm biết tin các chú ấy hy sinh đến giờ thương mất ăn mất ngủ, nghĩ các chú cũng như con trai của mình mà mình cũng bằng tuổi mẹ của các chú. Lễ truy điệu diễn ra vào lúc 10 giờ, từng lời điếu văn điểm lại cuộc đời 22 cán bộ chiến sĩ. 4 sĩ quan, 10 quân nhân chuyên nghiệp và 8 chiến sĩ hy sinh là tổn thất to lớn của quân khu 4, là mất mát không gì bù đắp được cho gia đình và người thân. Chúng ta đã đang thực sự sống trong chiến đấu giữa thời bình, không có tiếng súng nhưng máu của người lính vẫn đổ. Nhưng phía trước là nhân dân, người lính với mệnh lệnh từ trái tim luôn sẵn sàng ở nơi nguy hiểm để giúp đỡ nhân dân. Gửi lời chào vĩnh biệt đồng đội, thay mặt lực lượng vũ trang quân khu 4. Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa nói những người còn sống sẽ làm tiếp nhiệm vụ, ý nguyện của người đã ngã xuống. 10 giờ 35, xe cảnh sát giao thông xuất phát dẫn đầu đoàn xe đưa linh cữu 22 liệt sĩ về lại quê nhà trong Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Chiếc xe đưa liệt sĩ Lê Văn Quế, quê Thanh Hóa rời đi đầu tiên. Lúc đoàn xe lăn bánh đưa quân về nhà, trời Đông Hà bừng nắng. 22 người lính hy sinh vào rạng sáng ngày 18 tháng 10 khi sạt núi vùi lấp khu nhà ở đơn vị đoàn kinh tế 337, xã Hướng Phùng. Một ngày trước đó, các chiến sĩ đoàn 337 hành quân về xã Hướng Việt, cũng trên địa bàn huyện Hướng Hóa, giúp nhân dân chạy lũ, sạt lở. Sau một ngày dầm mình trong mưa gió, bộ đội trở về doanh trại để hôm sau tiếp tục lên đường giúp dân, nhưng tai họa ập xuống. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.